Trong câu chuyện cổ tích, ông lão đánh cá và con cá vàng có đoạn kết như sau. Về đến nhà, ông lão sửng sốt, lâu đài, cung điện đều biến mất cả. Trước mắt ông chỉ còn túp lều sách nát ngày xưa và người vợ đang ngồi bên chiếc máng lợn sức mẻ. Vì lòng tham không đáy mà ông lão cùng người vợ tới sau cùng chẳng còn lại gì. Tay trắng vẫn hoàn trắng tay. Tuy nhiên, đằng sau câu chuyện vẫn còn ẩn chứa nhiều ý nghĩa nhân sinh sâu sắc mà có thể bạn chưa từng nghe đến. Ông lão đánh cá và con cá vàng. Vì sao người lương thiện cuối cùng lại trắng tay? Tác giả Thế Di. Chuyện kể rằng, có một ông lão đánh cá nghèo khổ, vô tình bắt được một con cá vàng. Vì thương xót trước lời cầu xin của nó, nên ông đã thả cá về biển. Ông không biết con cá này vốn dĩ là cá thần. Nó hứa sẽ thực hiện mọi điều ông mong muốn. Ban đầu, ông nói mình không cần gì cả. Nhưng sau khi vợ ông biết chuyện, đã bắt ông phải đi xin cá vàng, một cái máng lợn mới, thay cho cái máng cũ sức mẻ. Cá vàng vui vẻ đáp ứng điều đó, nhưng người vợ vẫn không hài lòng, tiếp tục đòi một căn nhà to thay cho chiếc lều cũ nát. Cá vàng cũng đồng ý. Sau đó người vợ tiếp tục muốn làm nhất phẩm phu nhân, rồi đến nữ hoàng. Cá vàng cũng đều chấp thuận. Nhưng khi trở thành nữ hoàng rồi, thì người vợ trở nên bội bạc, đối xử với ông lão rất tàn nhẫn, ngược đãi ông như tôi tớ. Còn ông lão vẫn không chút phản kháng. Chưa thỏa mãn, người vợ lại tiếp tục đòi làm hải thần, vua của đại dương bao la, còn bắt cá vàng phải hầu hạ bà ta. Lần này khi ông lão đưa ra yêu cầu, cá vàng bỗng lặng mất, không nói một lời. Khi quay về, ông phát hiện lâu đài, cung điện đều đã biến mất, ngay cả cái máng lợn mới cũng không còn. Người vợ ông cũng trở lại thành người phụ nữ quê mùa như xưa, không còn là nữ hoàng nữa. Người ta thường nói, nếu thần Phật có thật, tại sao các ngài không khiến cho đất nước giàu mạnh, kinh tế phát triển, người người hạnh phúc ấm no? Câu trả lời đã nằm trong câu chuyện ông lão đánh cá và con cá vàng. Đó chính là lòng tham con người là không đấy. Người ta định nghĩa thế nào là giàu mạnh phát triển? Như người vợ của ông lão, khi chưa có gì thì chỉ mong được một cái máng lợn mới đã tốt lắm rồi. Đến khi có cái máng lợn mới thì bắt đầu muốn nhà to, giàu có. Khi giàu có lại muốn làm quan. Khi đã làm quan thì muốn làm vua. Khi đã làm vua rồi thì lại muốn làm thần, thậm chí muốn được thần hầu hạ. Càng được đáp ứng thì lòng tham của bà càng lớn. Trong tôn giáo đều giảng nhân quả, thiện ác báo ứng. Con người muốn được hạnh phúc giàu có thì chỉ có thể làm nhiều việc tốt, hành thiện tích đức, vì người khác mà cống hiến thì mới được đền đáp tương xứng trong tương lai. Điều này là do luật nhân quả, hoàn toàn không phải nhờ cầu xin hay đòi hỏi thần Phật mà được. Chẳng phải con người càng được thỏa mãn sẽ càng lún sâu, tham lam vẫn đục, càng xa rời tiêu chuẩn đạo đức mà một người nên có hơn. Thần Phật lý nào lại để con người vào vũng lầy càng lún càng sâu ấy? Hơn nữa, thần Phật đều là những đấng thiêng liêng, thuần tịnh và trang nghiêm. Con người đối với các ngài phải bày tỏ lòng thành kính, lẽ nào lại coi các ngài như nô bộc mà sai khiến? Chỉ riêng cách nghĩ này thôi đã là vô cùng bất kính rồi. Ông lão đánh cá có thực sự vô can? Trong câu chuyện, ông lão đánh cá tất nhiên là một người đôn hậu và chất phác, không nghĩ đến tư lợi cá nhân, hoàn toàn đối lập với người vợ tham lam bội bạc. Ông thả cá vàng về biển, đó là lòng trắc ẩn và sự lương thiện.
nhưng ông không hề gặp may mắn hay phúc báo. Trái lại, còn khiến cuộc sống của mình phiền phức và mệt mỏi hơn. Để rồi cuối cùng mọi thứ trở về như cũ. Từ đầu đến cuối, ông không nhận được chút gì cho bản thân. Điều này phải chăng rất bất công với ông? Còn cá vàng có phải vô ơn, đã lặng mất tâm không nói một lời? Thực ra điều này là do nhân quả chính ông lão gây ra. Tuy là một người tốt, nhưng ông lại thỏa hiệp với cái ác. Mặc dù không ham muốn, nhưng lại cổ vũ cho dục vọng của vợ. Chúng ta có thể nhận ra rất rõ ràng, thái độ của ông lão đối với vợ không phải là khoan dung hay nhẫn nhịn, mà là nhu nhược và hèn nhát, thậm chí đến mức thiện ác bất phân. Nếu là trong mâu thuẫn gia đình hay quan hệ với những người xung quanh, ông lão có thể bỏ qua cho những lầm lỗi của người khác đối với mình, hoặc không vì chút lợi của bản thân mà xung đột với người khác, thì đó mới là khoan dung. Nhưng đứng trước những đòi hỏi vô lý, tham lam và bất kính đối với thần của người vợ, ông vẫn thản nhiên chấp nhận. Đứng trước cái ác và dục vọng đang leo thang, ông không hề có chút phản kháng mà lại cúi đầu chịu đựng. Kỳ thực, đây là một loại tâm sợ hãi cái ác, sợ đến mức biết ác mà vẫn làm ngơ, thậm chí thấy rõ nó đang hại người mà vẫn im lặng để bảo toàn cho bản thân. Và có lẽ cũng không sai khi nói chính ông lão đã khiến vợ mình ngày càng xấu xa ích kỷ. Cá vàng thu hồi lại mọi thứ là sự trừng phạt cho lòng tham của người vợ, và tất nhiên cũng là trừng phạt ông lão vì đã không biết phân biệt phải trái trắng đen, im lặng trước tội ác, dục vọng và những điều bất công. Albert Einstein từng nói rằng thế giới sẽ bị hủy diệt không phải bởi những người làm điều ác, mà bởi những người đứng nhìn mà không làm gì cả. Nếu chúng ta im lặng và sợ hãi trước cái ác, dù chúng ta không trực tiếp làm điều ác, thì chúng ta cũng không phải là những người vô can. Hơn nữa, nếu vì sự im lặng của chúng ta mà cái ác bành trướng hơn, hại nhiều người hơn, thì đó chính là tội đồng lõa. Một ngày nào đó, có lẽ chúng ta phải nhận lấy kết quả tương xứng cho sự im lặng và khiếp nhược trước cái ác của mình.